giúp cô. Cô lên đây giúp cô nè, cô đâu? Hôm nay mình học được là giỏi với cô nha. Cô Vân ơi, à hôm nay cô có một bất ngờ muốn dành tặng cho lớp mình. Các bạn có muốn biết đó là bất ngờ gì không? À, nếu như bạn muốn biết bất ngờ gì thì mình sẽ phải thực hiện một thử thách với cô Vân. Đó chính là nhảy một điệu nhạc cùng với cô. Các con có chịu không nào? À, bây giờ mình thì thử thách với cô nhé. Thử thách của cô rất là tốt. Và bây giờ cô sẽ dành tặng bất ngờ cho tất cả các con. Và cô có 3 món quà dành tặng cho tất cả lớp mình. Giờ cô mời 3 bạn tổ trưởng sẽ cùng lên nhận món quà của cô nha. Rồi 3 bạn tổ trưởng nhận món quà và mình về tổ để cùng khám phá với các bạn tổ mình nha con. Rồi nhanh lên nào. Lên lên. Bây giờ nè, mình cùng mà đếm gấp hai ba ở món quà ra nha. 1, 2, 3 mở ra. Nhiều quá đúng không? Bây giờ này cô mời các con này chọn một món quà mà mình yêu thích nhất. Chọn một món quà mình yêu thích nhất nè. Bạn nào chọn xong rồi đứng lên đây với cô Vân nha. Ai chọn xong rồi qua đây với cô Vân nha. Bạn tổ trưởng có thể bắt hình nha. Bạn tổ trưởng có... Các bạn ơi, các bạn tổ trưởng có thể về. Còn những bạn còn lại lên đây với cô Vân nào. Nhiều món quà của cô đây là những phương tiện gì đó? À, không đúng không nè. Bây giờ phương tiện giao thông này là phương tiện giao thông đường bộ không? À, phương tiện giao thông đường bộ nè. Cô thấy là có xe ô tô, có xe đạp nè, xe tẩu nè. Rồi cô cảm ơn nha. Rồi phương tiện giao thông đường thủy đâu? Phương tiện giao thông đường thủy là cái nào nè? À, cô thấy là có những chiếc thuyền rất là dễ thương nè. Rồi rồi, mình cảm ơn con. Còn phương tiện giao thông đường gì? Đường gì? À, đường hàng không đâu? À, phương tiện giao thông đường hàng không nè, là máy bay nè. Chọn phương tiện giao thông đường sắt không? Mình không thích chờ phương tiện giao thông đường sắt nên mình không có chọn hả? Rồi bây giờ ở trên nè, cô có đây là cô có là bến phương tiện giao thông đường bộ nè, phương tiện giao thông đường thủy, phương tiện giao thông đường hàng không và phương tiện giao thông đường sắt. Các con sẽ cùng và nhắc cô cho các phương tiện giao thông về đúng tên của mình nha. Rồi chưa, cô đâu, cô đâu? Quay lên đây với cô Vân nào. Quay lên cho nào. Quay lên đây với cô. Cô đâu, cô đâu? À chú ơi, cho con mấy âm thanh nào. Giờ đúng bến, giờ đúng bến nào. Giờ đúng bến, giờ đúng bến nào. Bạn nào giờ đúng bến rồi, mình cùng với lại cô nào. Cô đâu, cô đâu, quay lại đây với cô nha. Được chưa? Xong chưa, xong chưa?
Vy ơi, Thành Vy quay qua đây với cô nè. Các con nhìn xem, các con đã phân loại và các phương tiện giao thông về đúng bên của mình chưa nè? Đây là phương tiện giao thông đường gì con? À, mình nói thật to này con. À, phương tiện giao thông đường bộ nè. Thành Vy ơi, thật có xe đạp, xe máy, xe ô tô nè, xe tẩu. Đây là phương tiện giao thông đường gì đi? À đúng rồi, đây là phương tiện giao thông đường thủy, là gồm có gì con? À có thủy đúng không? Vậy bây giờ là máy bay nè, trực thăng. À đây là phương tiện. À ở đây cô phát hiện có vật vàng đặt ở đây là phương tiện giao thông đường sắt, có đúng chưa ta? Có đúng chưa? Rồi bây giờ cô mời bạn lên giúp bạn về phân loại đường bên của nó nè. Cô mời Thảo Nguyên. Thảo Nguyên lên phân loại dùm cô trong chiếc xe này là ở đâu? Ở đâu đó? À đúng rồi, xe ô tô là phương tiện giao thông đường gì con? À ở đây này chọn phương tiện giao thông đường sắt nên là mình không có phân loại đó nha. Xe ô tô này là phương tiện giao thông đường bộ nè. Con cảm ơn tất cả các con nè, và tay lên nghe các con. À các con ơi, ở đây con thấy có rất là nhiều phương tiện giao thông đồ chơi về các phương tiện giao thông. Các con có một ý kiến nào về con nhân này là con làm gì? Ai có để chơi hả? Trời, Khánh Vy ơi, Khánh Vy làm gì hả con? À con cũng để chơi luôn hả? Cô mời con gái, con làm gì? À, bật tất cả lên trên kệ đúng không? Và bây giờ là cô Trâm nhìn thấy những đồ chơi về các phương tiện giao thông này, cô cũng có một ý nghĩ. Đó chính là kể gì sáng tạo về các phương tiện giao thông này. Bây giờ cô vẫn trong lời thật là đẹp nè. Cô sẽ mời 5 bạn thật là giỏi để lên chọn các phương tiện giao thông mà mình yêu thích nhất nha. Rồi, cô mời con. Rồi, cô mời Trung Nhân. À, cô mời Hằng Tươi nè. Cô mời bạn Mai A nè. Rồi, cô mời một bạn nữa, cô mời con. Rồi, con chọn cái gì đi? Rồi, các con chọn xong chưa? Rồi được chưa con? À, con chọn cái gì là con thích xe máy hơn hả? Rồi con phải chọn xe máy đúng không? À, cái đạp hả? Rồi ok con. Quay lên đây. Rồi các con nhìn xem bạn đã chọn cái phương tiện giao thông nè. Con chọn xe gì con? Con chọn xe đạp. Xe này xe máy đúng không hay xe đạp? Xe máy. À xe máy, đây là xe máy đúng không nè? Con chọn cái gì đây? À con chọn gì? Còn con chọn gì đây? Trời ơi, con chọn gì gái? À, thế là chọn gì nè? Con chọn máy bay. À, bạn chọn máy bay là bây giờ con mời các bạn nè để lễ đồ chơi ở trên kệ giúp cô Trâm nha. Rồi, những bạn còn lại đứng lên đây với cô Trâm nè. Xếp thành hai hàng thật là đẹp để nghe cô kể chuyện nhé. Rồi, lần này đẹp nè. Hai thật. Rồi các con ơi, các con nhìn xem ở đây nè, bạn đã chọn rất là nhiều đồ chơi về các phương tiện giao thông. Đây là gì con? Đây là gì? Đây là gì? Đây là gì? Là đây. À, đây có rất là nhiều loại phương tiện giao thông và cô sẽ kể cho các con nghe một câu chuyện. Cô mời các con ngồi đẹp nè, bé ngoan. Các con chú ý lên cô để một lắng nghe cô Trâm hỏi lớp mình nha. Rồi câu chuyện bắt đầu. Rồi có thể kể chuyện cho các con nghe nhé. Vào dịp sinh nhật, tôi được tặng rất nhiều đồ chơi. Nào là tàu thủy, nào là xe đạp, xe máy, xe ô tô và máy bay.
Trong tất cả các trò chơi này, bà thích nhất là chiếc xe ô tô. Vì đây là món quà mà bố đã tặng cho bà. Và xe ô tô còn đủ, còn hiện tại có tivi, có máy điều hòa. Nên là bà lúc nào cũng mang theo bên mình. Còn những trò chơi khác, bà vứt hàng lóc xuống sàn. Một hôm, trong lúc đang học bài, bà ngủ thiếp đi. Trong giấc mơ, bà nghe thấy cuộc nói chuyện của tất cả các đồ chơi. Xe máy nói với xe đạp: "Tôi buồn quá cậu ạ. Từ ngày có xe ô tô, cậu chủ chẳng thèm nhìn tới bọn mình nữa." Xe đạp cũng đồng ý: "Ừ, tôi cũng thấy vậy. Cậu chủ chỉ thích mỗi xe ô tô thôi." Vì được cậu chủ lúc nào cũng yêu thương, nên là xe ô tô lúc nào cũng tỏ ra kiêu ngạo, nghĩ mình là quan trọng nhất. Xe ô tô nghe thấy cuộc nói chuyện của các đồ chơi liền lên tiếng: "Các cậu sao mà tiện với tôi? Tôi hiện đại nhất, đẹp nhất, lại còn có tivi, có mấy điều hòa, dễ nghe là cậu chủ thích tôi rồi." Mấy bay nghe thấy thế liền lên tiếng: "Cứ ở đó mà kiêu ngạo đi, rồi từ từ cậu chủ cũng chán cậu thôi. Lúc đầu cậu chủ cũng yêu quý tôi, nhưng khi có đồ chơi mới, cậu chủ cũng chẳng cần tôi nữa." Bán cầu thủy lên tiếng: "Thôi, ta châu được cái nhau nữa, ai trong chúng ta cũng quan trọng với cậu chủ, nhưng nhất thời cậu chủ chưa nhận ra thôi." Khi nghe bán cầu thủy nói vậy thì các đồ chơi đã hiểu ra. Và Bo cũng lúc này Bo cũng tỉnh giấc luôn. Bo nhận ra đó chỉ là giấc mơ và cậu rất là vui vì đó chỉ là giấc mơ thôi. Cậu đến và đặt tất cả các đồ chơi xếp lên kệ gọn gàng. Sau đó Bo lý trí nói: "Tôi xin lỗi các cậu, các cậu tha lỗi giúp đỡ nhé. Từ nay tôi sẽ không vứt bỏ các cậu nữa." Từ đó, bà lúc nào yêu quý tất cả các trò chơi, không bao giờ vứt bỏ các trò chơi lăn lóc dưới sân nữa. Có chị có kẻ đó có lăn lóc rồi. Rồi, có mời bạn ngồi đẹp nè, bạn Thảo Nguyên ơi, bé Hoa. À, bây giờ cô xin hỏi nha, cô vừa kể cho con nghe câu chuyện có những loại phương tiện nào? Có những loại nào nào? À, gì có? À, à đúng rồi, có nè, tàu thủy nè, xe máy, xe đạp, xe ô tô và máy bay đúng không nè? Vậy bạn nào nói cho cô biết phương tiện giao thông nào là phương tiện giao thông đường bộ? Cô mời Khánh My. Phương tiện giao thông đường bộ là gì cơ? Ô tô, xe đạp, xe máy. Rồi, rất là giỏi, có thể nói thêm bạn nè. Rồi, lớp mình nói nè, xe ô tô, xe máy, xe đạp, xe máy là phương tiện giao thông đường gì? À, rồi, Trung Nhân ơi, máy bay là phương tiện giao thông đường gì con? À, máy bay là phương tiện giao thông đường hàng không đúng không? Con nên nhớ là mình trả lời cho Trần Tâu đủ ý nha. Rồi, con cảm ơn con nè. Vậy tàu thủy là phương tiện giao thông đường gì? Con mời Hoàng Phí. Tàu thủy là phương tiện giao thông đường gì đó? Thư ký, mình tự tin lên, tàu thủy là phương tiện giao thông đường gì? À, bạn ơi giúp bạn, cả lớp mình giúp bạn nè, tàu thủy là phương tiện giao thông đường gì? Tàu thủy á. Thủy, à, đường gì đó? À, đường thủy, đúng rồi, tàu thủy là chạy dưới nước. Rồi con mời con ngồi xuống nè, tàu thủy chạy dưới nước nên là tàu thủy là phương tiện giao thông đường thủy nha. Rồi, trong tất cả các đồ chơi, bạn nào biết bò thích nhất là đồ chơi gì? Bạn nào biết? À, có biết vì sao không nè? Bạn nào biết vì sao? À, con xin mời bạn Khánh My. Xe ô tô vì sao mà bạn bò thích nhất? Vì sao con biết không? À, xe ô tô đẹp rồi sao nữa? Hiện đại đúng không nè? Rồi con mời Trung Nhân, con mời con gái ngồi xuống. À, xe ô tô mà có tivi, có mấy điều hòa nữa ha. Rồi, các bạn có được ngồi trên xe ô tô chưa? Ai có được ngồi rồi, ai ngồi trên xe ô tô rồi, giơ tay lên cô giáo xem. À, ngồi đằng sau không ạ? À? Rồi, có thấy xe ô tô có tivi không?
À, có máy điều hòa không? À, rất là thích đúng không nè? Rồi, xe ô tô vì mà được cậu Vũ yêu quý nên là lúc nào cũng tỏ ra kiêu ngạo. Nên là xe ô tô kêu như thế nào con? À, mình cùng đứng lên làm xe ô tô kêu này. Ta nha. Bim 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 bim. Bim 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 bim. Bim 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 bim. Dạ, các bạn ngồi xuống nào. Rồi, các bạn không biết ngồi xuống. Bây giờ bạn nào nói cho cô Trâm biết vì sao các đồ chơi lại cãi nhau? Thằng My ơi ngồi đẹp, vì sao? Vì sao cô mời bạn Ngọc tươi? Vì sao các đồ chơi lại cãi nhau con? À, vì các đồ chơi bị cậu chủ vứt suốt sàn nhà đúng không? Rồi cô mời một bạn nữa nè, cô mời Bảo Nhi. Vì sao các đồ chơi lại cãi nhau? À, vì ghen tị đúng không con? Vì ghen tị tại vì cậu chủ chỉ yêu thích mỗi xe ô tô đúng không Bảo Nhi? À, đúng rồi. Vì sao các đồ chơi lại cãi nhau? Lớp mình nói cho cô Trâm biết nè, vì sao? Vì sao? À, vì ghen tị đúng không? Tại vì xe ô tô là món quà mà bạn Bo yêu thích nhất. Đó là món quà bạn Bo đã tặng cho Bo. Nên Bo lúc nào cũng yêu thích, cũng có giữ bên mình. Nên các đồ chơi khác ghen tị với lại xe ô tô đúng không con? À, các con có được như bạn Bo không? À, mình là phải biết như thế nào nè? Phải biết giữ gìn các đồ chơi cẩn thận đúng không con? À đúng rồi, mình phải biết giữ gìn các đồ chơi thật là cẩn thận nè. Và khi mà Bo tỉnh giấc thì Bo nhận ra đó chỉ là giấc mơ. Bo đã làm gì? Bo đã làm gì ta? À, cô mời Thảo Nguyên. Thảo Nguyên nói cho cô Trâm biết nè. À, Bo đã cất đồ chơi lên rồi Bo làm gì nữa? Bạn nào nói, bạn nào nói. Rồi, cô mời Thái Đạt. Bo đã làm gì nữa con? À, Bo đã, Bo đã xin lỗi đúng không? Bây giờ mà các con có biết, có nhớ là bạn Bo xin lỗi như thế nào không? Bây giờ mình cùng xin lỗi nè, mình xin lỗi nè. Mình xin lỗi các cậu tha lỗi mình nhé. À, các con thấy bạn Bo người đã biết hối hận rồi đúng không nè? Bởi vậy trong cái chuyện này, bạn Bo lúc đầu là con sai, nhưng lúc sau thì bạn Bo đã hối hận. Nên là mình cũng yêu quý bạn Bo nha. Và mình cũng như bạn Bo là như thế nào? Là yêu quý giữ gìn tất cả các đồ chơi, không được vứt lên lóc xuống sàn. Và khi các con chơi đồ chơi xong thì các con sẽ như thế nào con? À đúng rồi, rất gọn gàng lên kệ nè. Và trong các đồ chơi là có xe ô tô nè, xe đạp nè, xe máy nè, tàu thủy. Và còn có gì nữa? À bây giờ mình cùng làm máy bay nha. Máy bay ơi. Rồi, bay 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 bay. Máy bay đi vòng tròn nào. Máy bay đi bên trái nào. Máy bay đi bên phải. Máy bay xoay một vòng. Máy bay hạ cánh xuống sân bay. Mời các chiếc máy bay hạ cánh xuống sân bay. Rồi hạ cánh chưa? Để xem ra là người hạ cánh liền nha. 1, 2, 3. Rồi rất giỏi nè, bỏ tay to lên. Cả cái tấm nha. Rồi, cô đã kể cho con nghe câu chuyện về các loại đồ chơi rồi. Và cô cũng đã, cô mời con là chú ý đến con nha. Cô đã chuẩn bị cho con rất là nhiều các đồ dùng nè. Khánh My ơi, Khánh My ngồi đẹp nào. Ở kia có nhiều cô quay phim mình lắm á. Rồi, cô chuẩn bị rất là nhiều đồ dùng. Cô sẽ cho các con cùng nhau thảo luận và xây dựng câu chuyện của mình. Và sẽ kể câu chuyện đó cho cô và các bạn cùng nghe nha. Rồi bây giờ cô mời các con sẽ cùng nhau về lấy đồ dùng về nhóm của mình ạ. Ba bạn tổ trưởng, ba bạn tổ trưởng, ba bạn tổ trưởng ơi, lấy đồ dùng về nhóm. Một bạn nữa lên phụ bạn đi con. Phụ bạn đi con, mình lên mình phụ bạn. Mình lên mình phụ bạn nào. Lên phụ bạn. Rồi, các con ơi, nhanh lên nào.
tươi đâu, tỏi hầm tươi đâu, đồ dùng có tỏi hầm tươi đâu rồi. Qua kia mình lấy đi. Được rồi. Rồi bên về mình lấy đi đã, mình về đây, về đây. Cùng thảo luận nha. Có tổ nào đây nhá? Tổ nào? Tổ ba, tổ nào mình về tổ của mình đi. Có tổ nào? Rồi mình về cho mình thảo luận nè. Thảo luận và mình sắp xếp câu chuyện của nhóm mình nha. Rồi con xong rồi thì con ơi sẽ lên giúp bạn nè. Hôm nay của tổ nào đây con? Gắn cái lái vô mấy cái cây nè, xong rồi gắn cái toa tàu.
đầu lại với nhau rất là hay luôn. Vỗ tay khen tổ ba. Rồi các con đã thảo luận và xây dựng được câu chuyện của nhóm mình rồi. Và bây giờ đến phần quan trọng nhất nè, để xem nhóm nào hay nhất. Và đến phần kể chuyện. Bây giờ mình ngồi đẹp, tôi mời bạn Hoàng Vy ngồi xuống đây. Ngồi đẹp nha, bé quen. Và bây giờ tổ đầu tiên đó là tổ của bạn Vui. Bây giờ nhóm của bạn Vui sẽ mời ai lên kể chuyện nào? Chúng ta lên nào, ai ạ? Rồi, cô mời bạn lên đây, giở tay theo bạn nha con. Cô mời lên đây nào. Rồi, con quay lại này, quay lại con nói trẻ thật to cho các bạn nghe nha. Mình xin chào các bạn, mình tên là Linh Đan. Hôm nay, mình xin kể câu chuyện chú cảnh sát giao thông. Trên ngã tư đường phố, chú cảnh sát đang điều khiển giao thông. Tất cả các loại xe như xe đạp, xe ô tô, xe tải đều nghe theo lời chủ. Em rất yêu quý chú cảnh sát giao thông vì nhờ có chú mà đường phố luôn trật tự. Câu chuyện đến đây là hết rồi. Các bạn giúp mình thành tên câu chuyện nhé. Rồi bây giờ còn một đội cuối cùng, đó chính là đội thứ mấy đây? Tổ 3, không biết là tổ 3 sẽ đề cử ai lên kể chuyện nè? Ai nào? Ai? À, bạn Hồng Vy đúng không nè? Rồi, cô mời Hồng Vy sẽ lên kể câu chuyện của mình đúng không? Ông bà rất xa, nên gia đình
chuyện của 3 tuổi rất là hay nè. Cô thấy các con đã xây dựng câu chuyện có phương tiện giao thông đường bộ, phương tiện giao thông đường thủy, phương tiện giao thông đường hàng không và có phương tiện giao thông đường sắt nữa. Một lần nữa cô vỗ tay to khen cho tất cả các con nè. Rồi, hôm trước thì cô và các con cũng đã thảo luận câu chuyện những phương tiện giao thông. Và bây giờ cô sẽ tặng các con một bất ngờ, đó chính là các con sẽ được tới một vở kịch về câu chuyện các phương tiện giao thông. Các con có thích không? Rồi bây giờ là cô sẽ mời những bạn mà hôm trước mình đã tập kịch rồi, mình sẽ cùng đi đâu kia để mình cùng thể hiện vai của mình nha. Rồi, bạn nào đóng vai gì hôm trước mình tập kịch rồi đó con? Đi đi con. Rồi con mời xịt vô đây, con mời xịt vô đây nè. Rồi cô mời các diễn viên của cô cùng đi ra sân khấu nào. Đi ra sân khấu đi con. Rồi diễn viên của cô đâu rồi, đi ra sân khấu nào. Xe ô tô ơi, nhanh lên con. Quay lại, quay lại. Anh đợi một chút xíu nha. Rồi, máy bay cùng ra nè. Rồi, bác cụ Thủy ơi. Rồi, còn thiếu một bạn, bạn nào vậy ta? Còn thiếu bạn nào? Mình gọi ô tô ra đi nè. Gọi to lên ô tô mới nghe. À, ô tô nghe thấy rồi. Rồi, bây giờ đây là các diễn viên của câu chuyện những phương tiện giao thông đường bộ. Những phương tiện giao thông nè, bây giờ cô mời các diễn viên của cô sẽ giới thiệu nha. Xin chào các bạn, hôm nay là chúng tôi sẽ qua là cầu chủ. Xin chào các bạn, mình đó là An Nhi, trong Nhi Nhi Thế Đạt. Xin chào các bạn, mình tên là ông Tươi, trong qua xe máy. Mình tên là Phát Đạt, trong quán xô tô. Xin chào các bạn, mình tên là Tạ Thái Mây, trong qua máy bay. Xin chào các bạn, mình tên là Phương Anh, trong qua lớp trường thủy. Rồi, câu chuyện những phương tiện giao thông xin rất được bắt đầu. Xin chào năm nay mình được tặng nhiều đồ chơi quà đó là xe máy, ô tô, máy bay, tàu thủy. Rồi bây giờ mình gọi cùng đứng lên nè, mình cùng đi chơi.
vòng quanh với các diễn viên, các đồ chơi nha.